Hello cả nhà, đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay Gia vừa ngắm ớt của mình chút xíu nha. Ớt nhiều lắm cả nhà ơi. Ai fan ớt là vào đây nha. Mình rất mê ớt. Bữa ăn nào của mình là không thiếu ớt nha cả nhà. Đó. Rồi, nhà hàng xóm tưới nước hơi ồn quá, không biết cả nhà có nghe ồn không. Đây đây là những cây ớt của mình. Ớt này mình ăn đã được nhiều năm rồi nha. Tại vì mùa đông á, mình ăn xong mùa hè, xong mùa đông nó sẽ hết trái, thì mùa đông nó không có ra trái nữa, rồi mình cứ để đó, nó ở trong cái chậu này, xong tới mùa hè vô thì khoảng ở bên này thì khoảng tháng 1, tháng 2 thì thái sẽ cắt cái mấy cái ngọn này ở trên, thấy cắt hết xong nó còn cái gốc ở dưới thì nó sẽ nứt ra và nó sẽ lên và nó sẽ có trái lại. Thì năm nào cũng vậy, thấy sẽ ăn vậy đó. Thì cứ mỗi năm xong rồi cắt cây rồi cho thêm phân nó vô thì nó sẽ ra được những cái cây ớt có trái đẹp như vậy đó cả nhà. Nó cái ớt này nó có da thì nó màu hơi vàng vàng, xong nó chín nó màu đỏ, nhưng mà nó mới vàng, nó vàng vậy thì ăn rất là giòn ngon nha cả nhà. Đỏ thì nó không có giòn mấy. Mình thích cái ăn cái ớt nó màu hơi vàng đó, nó vậy thì nó ngon hơn. Rồi đây là cây quế của mình nè, cây quế mình đã trồng cũng được 2 năm rồi. Thì cái này thì không thấy lấy bằng cái nhánh á, để thấy trồng á, thấy ngâm nước cho nó dễ dễ xong rồi thấy bỏ vô thấy trồng, nhưng mà tới mùa đông nó sẽ chết nha cả nhà. Mùa đông thấy sẽ bưng vô trong nhà cho nó không không có bị lạnh đó thì nó không có chết. Tới mùa hè tới đem ra lại thì nó vẫn nứt lên tiếp. Nó có những phía bụi bên này thì nó bị chết rồi, còn mà bụi bên này thì nó còn sống thì mùa hè thì nó vẫn ra lại. Mình có qua năm mình ăn nha cả nhà. Còn đây là ngò ôm nha, đây là ngò ôm ngổ, còn gọi là ngổ đó cả nhà. Nhiều không, cái này Thái mới trồng có mới mới thấy mấy tháng thôi là nó nứt ra thật là nhiều vậy đó cả nhà. Khi mình nấu canh chua rồi mình có mình bỏ vô rất là ngon cả nhà. Cái này thấy trồng trong một cái hồ để nuôi cá đó cả nhà, thấy bỏ đất bỏ phân vô rồi xong bỏ nước vô rồi thấy trồng nó cái hồ này thấy nuôi cá mà không có nuôi cá nữa, bây giờ nuôi 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 ngò ôm nha cả nhà. Nhìn thấy hấp dẫn không cả nhà, đẹp ha. Tại vì khi mình ở nhà nhiều á, mình không có làm gì á, mình ra sau vườn mình trồng trọt á thì cho bán thời gian, lúc mình cũng có rau cải để mình ăn á. Đây là những cây bạc hà nè cả nhà, nhìn bạc hà nhiều không? Quá trời bạc hà luôn, nó đâu có ăn hết đâu cả nhà, mình ăn không kịp, nó thể lên rồi xong mà nó bị hư á cả nhà, nhiều quá trời luôn. Sau này thấy phải bứng mới ra lấy ra, cái nhỏ nhỏ ra nó mới lớn được. Còn đây cả nhà biết cái cây này cây gì không? Cái này là cây lá cẩm đó cả nhà, nhiều như vậy đó, thấy trồng hồi đầu nó nhỏ, thấy chiếc nhánh cho thấy trồng đó mà bây giờ nó da nó lớn không cả nhà, nhìn thấy lớn ha. Đây cũng ớt nha cả nhà, ớt này nó không có cay, ớt hồi nãy đầu tiên là nó cay lắm, còn cái ớt này thì thấy trồng để thấy làm khi nào thấy làm nước mắm rồi cho gia đình thấy ăn á. Ba mẹ thấy không có ăn được cay nên thấy làm cái nước mắm cái ớt này á, thì nó có màu đỏ đẹp chứ nó không có cay. Còn đây là những cây nha đam này cả nhà, nhìn nó bự không, mẹ thấy đã ăn thấy đem vô thấy nấu chè nấu nước đồ uống rồi ngon lắm cả nhà. Bây giờ nó nứt ra tiếp nè. Còn đây là cây hành, hành thấy trồng từ cái củ á, mà bây giờ thấy không ăn thấy lên thấy để nó lên nó già luôn, nó có bông nè, thấy có hột luôn cả nhà, thấy cả nhà thấy hột không, đen đen quá trời nè. Cái này thấy sẽ lấy cái hột này thấy giờ thấy chồng lên lại cho nó nứt luôn. Khoe cả nhà chút xíu nha, đây là cây trúc đó cả nhà, cây tre cây trúc vậy đó. Đó. Nè, nó mới mọc lên chút xíu à. Hồi đầu là thấy bứng cái bụi bự lắm mà thấy về thấy chồng xuống rồi nó chết cái bụi bự đó rồi xong thấy tưởng chết rồi nó nứt cái bụi nhỏ đó lên lại đó. Còn đây đây là cái cây apple nha cả nhà, thấy
mua được mấy bữa trước ở trong Costco á. Costco nó bán cái apple này nè, mà nó hay lắm nha cả nhà, nó có 6 là trái á. Tại cây apple này nó chiếc nhánh á, nó có 6 là trái, mỗi mỗi cái nhánh nó có ra mỗi loại trái á. Thì đó một loại trái, đây là trái thứ hai nè. Nó có mỗi loại, nó có mỗi cái tên khác nhau đó cả nhà. Cái trái nó cũng khác nữa, nhìn đẹp lắm. Nó mỗi ngành nó treo mỗi cái tấm giấy gì nè, nó có để một cái trái, nó chụp hình hay là các loại trái khác á, nhưng mà không biết để thử sao nha cả nhà. Nhưng mà thấy chưa có đất để thấy đem ra ngoài thấy trồng nữa, không biết là trồng chỗ nào nữa. Nhà bây giờ thấy trồng nhiều cây quá, nó hết đất luôn rồi. Đó, nhìn trái apple này đẹp không? Cái trái apple này nó có tên, nó từ từ giống cái apple của nãy phía bên kia, nhưng mà cái chữ sau là chữ gala nó khác nha. Gala apple, còn cái bên phía bên này á là push apple ha. Cái chữ trước nó cũng giống nha, shimi vậy đó. Rồi còn cái nhánh phía trên nó bay mất cái tờ giấy rồi cả nhà ơi, chả biết bây giờ là cái apple gì nữa. Thôi kệ nó đi, bây giờ bay rồi, bây giờ biết sao vậy, dắt nó bay mất tiêu rồi. Hồi bữa nó có mà nó bay đâu rồi. Chiều chiều ra vườn ngắm cây cảnh nó cũng khoe khoảng đó cả nhà. Cây này là cây xương sâm đó cả nhà, mấy video trước Thái cũng có quay cho cả nhà coi á, và Thái cũng có quay chia sẻ với cái cách làm xương sâm như thế nào á, Thái cũng quay rồi luôn cho cả nhà coi rồi, ăn xương sâm rất mát nha cả nhà. Đây đây là những cái cây hành mà gieo từ cái hộp mua trên Home Depot đó cả nhà, thì nó ra nó lên, Thái không ăn kịp, nó lên cái cụ bự vậy đó. Còn đây để cả nhà biết cái cây gì không, cái này cây ngò nha cả nhà, mà không ăn, Thái không ăn á. Nói chung là không ăn kịp đó cả nhà, trồng nhiều rồi không ăn kịp á, xong bây giờ nó lớn lên nên nó nở bông ra thật là đẹp ha cả nhà ha. Đó nó nở bông ra, đây là những cái hột nè, đây thấy để cái hột này nó già luôn, cái khô thấy sẽ lấy hột này thấy ương nó lại cho nó ra những cái cây ngò mới cho nó cho mình ăn, chứ giờ nó già đâu có ăn được đâu cả nhà, bây giờ để bông đẹp á, hột quá trời luôn á cả nhà. Đẹp ha. Còn đây cái chanh nha, cái chanh này cái chanh màu vàng, trái màu vàng đó cả nhà, mà không biết là nó đèo được như thế nào, là nó không có trái mà bây giờ coi nó ra một trái, mà coi là cái nó nhọn nhọn giống cái trái gì thấy quê người ta, nó có cái trái gì đó. Thay con trồng một đám mía luôn nha cả nhà, mía lau đó cả nhà, mía này để ép nước uống thôi cho nó cứng lắm, không có xước gọi là ăn được đó nha. Ăn phải lấy để ép nước uống thôi, hay là làm cái gì chạo tôm nữa. Còn cái cây thanh long nè cả nhà, thanh long của nhà Thái sao nó không có lên gì hết, là tới mùa nắng thì nó nứt nứt lên được chút, tới mùa đông rồi xong nó nằm ngay đó luôn. Này chắc trồng thanh long thôi để trưng kiển chơi thôi, chứ còn không mà về Việt Nam ăn thanh long. Chứ biết chừng nào có trái đồ ăn cả nhà. Đây cái nhà cái mình có một cái cây này là cây táo tàu nè cả nhà, nó đang có da bông, nó da trái đó cả nhà, trái rất là nhiều, nhỏ 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 rất là nhiều đó cả nhà. Đây này Thái mua ở dưới lót luôn, Thái đem về hồi năm Thái mới lên đây Thái ở, mới dọn lên đây ở được mấy tháng là Thái đi lót, Thái mua cái cây này về Thái trồng nè. Cái mùa này là mùa thứ hai đó cả nhà, mùa trái thứ hai á. Hồi đó Thái trồng xong mình mùa trước Thái ăn được một đợt rồi, bây giờ mùa thứ hai là nó ra bông nữa. Còn đây là cái cà chua nha cả nhà, đó, nó có trái đẹp không, nó nguyên một chùm luôn ha, đó, trái ra đẹp ha, một chùm luôn á, 2, 4, 6, 10 trái đó cả nhà. Ở dưới này nó có một trái hơi bự nè, nó ra có một trái à, còn cái trên nó ra nguyên chùm. Còn cái phía bên này chưa có trái, cái phía bên này nhỏ, trồng đủ thứ hết đó cả nhà. Đây là dâu dừa nữa cả nhà, dâu dừa này là trồng ăn lá để lấy lá ăn nè cả nhà, chứ không phải là dâu dừa lấy củ đâu nha. Dâu dừa này lấy lá, cứ nó lên lá rồi cắt vô nấu canh ăn, rồi nó lên nữa, cứ vậy đó cả nhà.
quanh năm sẽ có những cũng có dâu, ngày nào cũng có dâu cải ăn. Đây là sả nha cả nhà, cây sả phát triển tốt không đó. Tương lai là một cái vườn đầy rau quả, đây là vườn bầu của nhà mình thích nhất, ngày nào cũng phải ra ngắm bầu những cái nhà. Trời ơi, nó có mấy trái mà nó bự dã man luôn đó. Gọi là bự chà bá lửa luôn á cả nhà, nó có bốn trái thôi mà một trái nữa, trái nấy nó nặng quá trời luôn á, chắc nó dài nó bự đó. Nào, để thái đếm thử mấy gang nha, một gang, hai gang, ba gang, bốn gang, bốn gang duỗi tay luôn đó cả nhà. Trời ơi, nguyên bằng cái cánh tay của Thái luôn á, dài vậy đó. Cái trái bầu này là lớn nhất đó cả nhà, để Thái lấy hột. Đây, cái này nó cũng tương đương với trái bên kia á, nó cũng bự vậy, còn cái trái này nó không có dài mà nó lên nó cong cong vậy nè. Đây, trái này trái bự thứ ba đó cả nhà. Còn mấy trái này nhỏ mà nó da nó không có đầu, cái nhà nó vàng hết rồi, nó sẽ dùng á, nó chưa có đợt khác đâu. Còn đây là cây đậu ván á cả nhà, hồi bữa trước Thái cũng có quay video thấy hái mấy cái trái đậu này rồi cho cả nhà coi rồi nè. Hai bữa bữa nay ra tiếp nè cả nhà, quá trời luôn không, cái này mình không ăn kịp là để lấy hột luôn á cả nhà, nó lẹ vậy đó, trái quá trời luôn à. Bữa trước hái ăn rồi, bữa nay bự tiếp. Nói chung là rau cải mà mình không ăn kịp là để nó cũng già hết đi, nó cũng hết ngon. Đây khi đây này cũng cái bí này bữa nay nó lớn rồi cả nhà. Còn phía bên kia trái kia nó hư rồi, nó vàng rồi, nó không có đậu, nó vàng rồi. Một 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 cây bí ra được một trái. Có nấu được một son canh. Còn đây là trái dưa leo nè cả nhà. Nhìn trái dưa leo bự không? Bự khủng khiếp không? Quá trời bự luôn ha cả nhà ha. Dưa leo Thái cũng hái hồi bữa rồi, hồi bữa thôi, bữa trước Thái cũng hái bữa rồi đó. Bữa trước Thái cũng cho quay video cho cả nhà coi thấy hái dưa leo đó. Hôm nay lại nó ra bự, nó phía bên kia nó cũng có một trái bự lắm. Đó. Rồi vậy thôi, ngắm vườn nhà Thái chút xíu thôi nha cả nhà. Hẹn cả nhà trong video tới, có cái gì hay hay Thái sẽ quay cho cả nhà xem nha. Cả nhà có thích coi Thái đi bắt ốc vòi voi không? Thái đi mấy bữa rồi nha, bữa nào Thái cũng quay và bỏ lên cho cả nhà cùng xem cái cảnh bắt ốc vòi voi như thế nào, rất là thú vị cả nhà. Sẽ đón xem dài tập của Thái nha, đi bắt ốc vòi voi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong video sau. Bye bye. Trời ơi, trái dưa leo này nó khủng không? Nó bự 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 quá trời luôn ha. Bự chà bá lửa cả nhà. Mới có câu bự chà bá lửa. Dạ, bự không?